Hello mọi người, mình là Khánh Linh. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc một bài viết về cồn của tác giả Absolutely đăng trên spiderroom.com. Và bài này là phần 3, cồn, chất dẫn tâm hồn. Ok, bắt đầu nhé. Ít người biết rằng các loại đồ uống lên men, tiền thân của bia rượu ngày nay, là một trong những động lực thúc đầu con người từ bỏ lối sống săn bắt, hái lượm để chuyển sang lối sống trồng trọt, chăn nuôi, mở ra một chương mới cho lịch sử loài người. Từ hàng nghìn năm trước, và có lẽ là cho đến tận ngày nay, thì rượu bia và các chất có cồn vẫn được coi là thứ thực phẩm hấp dẫn nhất của loài người. Lịch sử thế giới hẳn sẽ khác đi nếu không có loại đồ uống này, bởi nhiều trang trong đó được viết trong cơn say. Bài viết nằm trong chuỗi bài về những chất gây nghiện, những thú phê pha của con người. Những chất này có thể làm cho chúng ta vui lên trong giây lát, cũng có thể giúp chúng ta du hành xuyên không gian, như là đi lên cung trăng tâm sự với chị Thỏ Ngọc chẳng hạn. Các bài viết được thực hiện dưới góc độ cá nhân và không thể hoàn toàn bảo đảm tính chính xác. Lịch sử của những cơn say. Loài người không phải là loài duy nhất biết thưởng thức thứ thức uống chứa cồn. Từ 2 thế kỷ trước, các nhà khoa học đã phát hiện ra những con voi ở Nam Châu Phi rất thích ăn trái marula chín giữa trên cây và thường hung hăng bất thường sau khi thưởng thức thứ quả này. Vào mùa quả chín, những đàn voi tìm đến những cánh rừng marula để thưởng thức những quả đã chín và đang lên men dưới tác động của mặt trời. Các ghi chép trải dài từ tinh tinh, chuột túi rồi thỏ có xu hướng thích ăn trái cây chín giữa hơn là trái cây thông thường và có những hành vi kỳ lạ so với bản năng của chúng. Clip này ghi lại cảnh những con khỉ trên đảo Kitts thuộc quần đảo Caribe đang trộm rượu rồi cocktail từ khách du lịch. Hẳn là một bọn khỉ có gu. Đám khỉ này hẳn là sẽ hào hoa phong nhã và văn vở hơn đám khỉ đường phố dàn trận đánh nhau như trong clip này. Để tìm hiểu tại sao thế giới có thể quay cuồng siêu vẹo vì cồn như vậy, chúng ta cần tìm hiểu cách thức hoạt động của cồn. Cồn hay ethanol được tạo ra khi các vi sinh vật đặc biệt tiêu hóa đường trong trái cây chín hoặc thực phẩm được ủ. Quá trình này được gọi là ủ men. Không ai biết chính xác con người ủ men thực phẩm để tạo ra các thức uống có cồn từ bao giờ, nhưng các bằng chứng khảo cổ cho thấy rằng đây là một phát kiến độc lập từ thời kỳ đầu sơ khai của các nền văn minh. Các mảnh gốm vỡ có chứa dư lượng cồn được tìm thấy ở Trung Quốc có niên đại 7.000 năm trước công nguyên, cho thấy con người đã nấu rượu bia từ rất sớm. Ở Trung Đông hay là Nam Âu, các dấu vết tương tự cũng được tìm thấy. Sự phong phú trong chủng loại và sự phân bố trải rộng cho thấy bia rượu đã là một phần của đời sống con người từ hàng nghìn năm nay rồi. Ở thời kỳ này thì bia rượu được làm chủ yếu từ lúa gạo, lúa mạch, mật ong hay là các loại trái cây bản địa. Năm 2100 trước công nguyên, bộ luật đầu tiên của thế giới, bộ luật Hammurabi, có điều luật dành cho các chủ quán rượu, biến chủ quán rượu thành một trong những nghề được điểm danh sớm nhất trong muôn vàn ngành nghề lao động trên toàn cầu. Điều 108 bộ luật Hammurabi. Nếu người chủ quán ăn gian nói dối khi bán bia rượu, tức là đong rượu bia ít hơn số tiền hoặc số ngũ cốc được người mua trả, thì sẽ bị kết tội và quăng xuống nước. Theo Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng đã có từ 4.000 năm trước. Việc sản xuất bia rượu ở thời kỳ này thường mang tính hộ gia đình và thời vụ, do không có phương thức sản xuất và bảo quản quy mô lớn. Sau mùa thu hoạch nông sản, các sản phẩm dư thừa sẽ được nấu thành rượu và tích trữ, như là một cách bảo quản và tránh lãng phí thực phẩm. Bia rượu thường được lên men từ các loại ngũ cốc như là kê, gạo và là thức uống tương đối phổ biến trong xã hội. Do hạn chế trong cách thức chế tạo và nguồn nguyên liệu, các loại đồ uống này hiếm khi có độ cồn vượt quá 13%, do các vi sinh vật lên men sẽ chết ở tỷ lệ này. Một số quán bia rượu có độ cồn cao hơn
Do việc lên men chủ yếu trên trái cây như là nho, táo nên là tương đối hiếm và đắt, phụ thuộc vào địa điểm địa lý và khí hậu khu vực. Ví dụ như ở Nhật hay Trung Quốc thì rượu bia được nấu chủ yếu bằng gạo. Ở Nam Mỹ thì ngũ cốc và thảo dược được đun nóng và lên men cùng nhau. Ở Mexico, nhựa xương rồng là thức uống lên men ưa thích của nhiều người. Ở Nam Phi thì chuối được dùng làm rượu. Ở khu vực Lưỡng Hà hay Hy Lạp cổ đại, nơi nổi tiếng với các cánh đồng nho, người ta thường buôn bán trao đổi loại rượu này như là một đặc sản của vùng. Phải đến thế kỷ thứ 10, rượu mạnh ra đời ở Trung Đông nhờ một phương pháp sản xuất mới, đó là chưng cất. Cồn bốc hơi ở nhiệt độ thấp hơn nước, nên rượu, cồn có thể được chưng cất bằng cách đun sôi rượu, thu hỗn hợp khi bay hơi ở nhiệt độ nhất định rồi làm nguội. Do có độ cồn cao nên rượu mạnh có thể bảo quản được lâu, thích hợp cho việc trao đổi và buôn bán. Tuy là quê hương của rượu mạnh, nhưng Trung Đông do ảnh hưởng của Hồi giáo dần dần từ bỏ và tẩy chay loại đồ uống này. Châu Á thì vẫn trung thành về cách lên men truyền thống và buôn bán ở quy mô hộ gia đình, nên rượu mạnh và các sản phẩm có cồn trở thành mặt hàng độc quyền của châu Âu từ đó đến nay. Rượu gin và brandy được người châu Âu mang đi đổi trác khắp thế giới, mang về cho họ nô lệ, cao su, dầu cọ và cả bông nữa. Ở tân thế giới, rượu gin hay brandy là hàng hóa độc quyền từ châu Âu để đổi với các sản vật ở đây. Nếu coi cướp biển vùng Caribe thì chúng ta có thể thấy Jack Sparrow quý cái bầu rượu của mình hơn bất cứ thứ gì. Thứ Jack uống là rượu rum, loại rượu được làm từ mía đường, vốn được trồng rất nhiều ở Nam Mỹ. Rượu rum có thể được coi là rượu bản địa của vùng Nam Mỹ thời kỳ Jack Sparrow. Ở thời kỳ của những chuyến đi biển và buôn bán xa nửa vòng trái đất này, việc trữ nước ngọt trên thuyền trở nên khó khăn và không thực tiễn. Người ta thường trộn rượu với nước để lưu trữ. Lý do chính nằm ở việc cồn có tính diệt khuẩn, giúp bảo quản nước lâu dài. Lý do phụ là cái nước ấy ngon và phần nào tốt cho tinh thần hơn. Trong quá trình trở nên phổ biến và trở thành thói quen thường ngày của con người, rượu bia cũng phải trải qua nhiều phen long đong. Thái độ của con người với rượu bia có thể tóm tắt vui bằng câu nghiện nhưng ngại. Tôn giáo dè chừng rượu bia và dần tiến tới cấm cản. Các quốc gia thường đánh thuế rượu như một hình thức hạn chế tiêu thụ loại thức uống này. Thời Hậu Lê ở Việt Nam từng cấm uống rượu. Buôn bán rượu cũng thường bị cấm đoán hoặc kiểm soát gắt gao trong lịch sử Việt Nam. Đó là lý do tại sao mà Hà Nội không có hàng rượu chăng? Sau cách mạng công nghiệp, việc sản xuất rượu bia được làm hoàn toàn công nghiệp. Việc thu mua trao đổi sản phẩm trở nên dễ dàng. Việc sản xuất nhỏ lẻ quy mô gia đình biến mất vào cuối thế kỷ 19. Sự phát triển của công nghệ lên men và công nghệ làm lạnh đã thay đổi đáng kể cách làm rượu bia. Các hãng bia lớn trên thế giới như là Busch, Carlsberg, Asahi chủ yếu được thành lập vào thời kỳ này. Hẳn nhiều người sẽ thắc mắc tại sao bia ngày nay quanh quẩn ở mức 4-5% cồn, còn rượu vang là 11-15% cồn. Bởi vì các con số đó là các con số được tính toán về mặt thương mại để thu được hiệu quả kinh tế cao nhất. Một người có thể tiêu thụ từ 1-1,5 lít nước trong một thời gian ngắn, và 5% của số đó là 50-75 ml cồn là ngưỡng an toàn để chúng ta có thể về nhà và vui tiếp hôm sau. Những lon bia như chúng ta thấy ngày hôm nay đã được tính toán để chúng ta có thể vui vẻ ngày vài lon. Mỗi ngày 2-3 lon hẳn sẽ tốn tiền hơn là một ngày uống hẳn lít rượu nếp cái hoa vàng rồi đầu óc ngơ ngác mồm ngậm cả tuần, đúng không? Tại sao cồn làm ta bay? Mặc dù có hàng nghìn năm lịch sử, nhưng tác dụng của rượu bia đối với hệ thần kinh con người lại có tương đối ít nghiên cứu so với các chất kích thích khác. Ở cơ thể bình thường, rượu bia được hấp thu rất nhanh, 20-30 phút đầu qua đường tiêu hóa, 20% tại dạ dày và 80% tại ruột non. Sau khi hấp thu, rượu cồn hòa vào máu và được trung chuyển đi khắp cơ thể. Một nghiên cứu chỉ ra rằng thứ tác động mạnh vào hệ thần kinh con người là acetaldehyde, vốn là chất được chuyển hóa từ cồn ethanol nhờ hệ thống enzyme ADH ở thành ruột. Bình thường chất này sẽ được hấp thụ và đào thải qua gan như một quá trình thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên,
Nếu số lượng acetaldehyde quá lớn, tức là uống quá nhiều, gan sẽ không đào thải kịp thời và acetaldehyde sẽ xâm nhập vào hệ thần kinh ở não. Thời gian và liều lượng acetaldehyde trong não trước khi được thải độc qua gan sẽ quyết mức độ say xỉn và các phản ứng phụ của quá trình này. Một trong những nghiên cứu đầu tiên cho thấy rằng cồn có khả năng ức chế sự giải phóng chất dẫn truyền thần kinh từ vỏ não. Những nghiên cứu sau đó chỉ ra sự hiện diện của cồn trong máu sẽ ức chế nhiều loại chất dẫn truyền thần kinh khác nhau. Việc này tác động trực tiếp vào khu vực vỏ não trước trán và thùy thái dương, vốn chịu trách nhiệm chính cho xúc giác và trí nhớ ngắn hạn. Điều này lý giải cảm giác xa rời thực tế và chứng mất trí nhớ tạm thời của những người sử dụng rượu bia. Ngoài ra, một số khu vực khác trong hệ thần kinh cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến sự giải phóng của các hợp chất khác nhau. Chúng ta thường nhắc đến cảm giác vui vẻ khi uống rượu bia, nhưng trên thực tế, dopamine hay endorphin vốn giúp chúng ta vui vẻ không phải là thứ duy nhất được tiết ra trong hệ thần kinh lúc này. Nhiều người sẽ trải qua nhiều cảm giác cảm xúc khác nhau khi say xỉn, bao gồm cả buồn bã, giận dữ và hối hận nữa. Vì thế, một vài ly đầu tiên có thể giúp chúng ta vui vẻ, thoải mái bằng cách làm chúng ta bay lên, quên đi cuộc sống phiền muộn nhiều áp lực tẻ nhạt bế tắc và có thể tận hưởng bản thân và giây phút hiện tại trong giây lát. Ở vài ly tiếp theo, tức là ở mức độ gan không đào thải được, các thứ phức tạp trong não chúng ta bắt đầu xảy ra, khiến ta cảm nhận những cung bậc cảm xúc mà bình thường ta không có. Đây có thể coi là sự rối loạn hệ thần kinh thể nhẹ. Nếu tình trạng này thường xuyên xảy ra, thì não có thể bị tổn hại và suy giảm chức năng vĩnh viễn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn uống và thỉnh thoảng uống quá đà, bởi vì cũng như thuốc lá, bia rượu thành một tiêu chuẩn, một cách thức ngầm để mọi thứ hoạt động. Chúng ta phải bớt dè chừng nhau thì hợp đồng mới được ký, bí mật mới được kể. Và giả sử sau bàn nhậu mà vẫn là anh em với nhau được thì mối quan hệ có khả năng bền lâu. Hãy xem những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thế giới nói gì về chứng nghiện rượu của mình. Hemingway nói rằng ông uống để thấy thế giới và những người xung quanh thú vị hơn. Behan thì nói rằng tôi, giới nhà văn nói chung, là những kẻ nghiện rượu có vấn đề với việc viết lách. Fitzgerald thì viết, đầu tiên ta uống rượu, sau đó rượu uống thêm rượu, rồi cuối cùng rượu trở thành ta. Có vẻ như là mưu cầu rời xa thực tế đã trở thành khát khao thường trực đối với giới nhà văn nói riêng hay là văn nghệ sĩ nói chung. Những người đôi khi hơi quá nhạy cảm với cuộc sống xung quanh và muốn lảng tránh vào cuộc sống, suy nghĩ của riêng mình. Ở Việt Nam có một nhân vật say nổi tiếng là Chí Phèo. Trước khi đi vào nhà Bá Kiến lần cuối và trở thành huyền thoại, Chí Phèo đã uống hết 2 chai rượu. Nghĩa là lúc ấy Chí Phèo đã say. Nhưng trước khi đâm Bá Kiến, Chí Phèo lại nói 3 câu rất tỉnh đòi lương thiện. Có lẽ cuộc đời Chí Phèo chủ yếu là say. Nhưng trong cơn say cuối cùng trong cuộc đời, Chí Phèo đã bừng tỉnh. Trong khoảnh khắc bừng tỉnh ấy, khi nhận ra cái thứ mà mình tìm kiếm không thể có trong cuộc đời này, Chí Phèo giết Bá Kiến và chấm dứt đời mình. Hẳn đây là tâm thế chung của những người muốn uống nữa, uống mãi. Họ tìm kiếm một cái gì đó trong những cơn say này. Kết. Cồn khác biệt với những chất kích thích khác không chủ động kích thích giải phóng dopamine trong hệ thần kinh chúng ta. Rượu bia có thể coi là một chất ức chế thần kinh, giúp chúng ta thư giãn trong giây lát. Việc tiêu thụ rượu bia ở cường độ lớn và trong thời gian dài có thể coi như là một dạng đầu độc hệ thần kinh và các cơ quan nội tạng khác. Gan là cơ quan đứng mũi chịu sào đầu tiên và xơ gan là một chứng bệnh phổ biến. Cảm giác đau nhức các cơ sau khi tiêu thụ rượu bia xong báo hiệu cơ thể bạn không hấp thụ, không chuyển hóa nổi lượng cồn được đưa vào. Hãy uống ở dưới ngưỡng này để đảm bảo bạn không làm điều gì ngu ngốc và sống thọ hay là sống thực tế lâu dài nhé. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!